Hello. Bây giờ là trời hơi hừng đông sáng, gia đình mình đang đi ra phi trường. Hello các bạn. Mình đi ra phi trường để mà về lại Florida. Bây giờ là khoảng mấy giờ ta? Gần 7 giờ sáng, nhưng mà chưa có sáng lắm, trời hừng đông sáng rồi à. Chưa có mặt trời gì hết. Mà trời âm u mưa mưa nữa. Đó, đây mình đang ở Springfield, tiểu bang Missouri, đang ra phi trường để mà chuẩn bị bay về Florida. Hello, are you awake? Ngủ không có được nhiều, ngủ được có mấy tiếng thôi à. Cho nên là người nào cũng mệt hết trơn này. Springfield. Thấy không, cây là trụi đuổi hết trơn rồi đây nè. Bên Florida thì mình về đây mình sẽ quay cho các bạn coi bên cây ở bên Florida nha. Nó sẽ khác như thế nào nha. Lúc nào cũng xanh lẻ hết trơn á. Không có trụi đuổi giống vậy đâu. Ở đây là mùa thu rồi cho nên là cây là cả lá nó vàng rồi rụng xuống rồi, cây trụi đuổi rồi. Tới mùa đông á, một tháng tháng mấy nữa thôi là tới mùa đông rồi, là sẽ có tuyết. Tuyết không phải là mỗi ngày nhưng mà sẽ có tuyết, rồi ngày này được kia có tuyết thì nó sẽ bao phủ trắng hết trơn, đẹp lắm. Rồi let's go. Đi con, mệt quá hả, đi mau lên con. Đi con, let's go. Mau lên đi, let's go. No, I don't want to be in a video. Right. Why don't you send a picture? Why don't you send a card? Đang ngồi chờ trong phi trường đây. Đang ngồi ở phi trường để mà chờ lên máy bay. Mệt quá rồi. Buồn ngủ chứ không phải là mệt nữa, buồn ngủ. Chuẩn bị cất cánh rồi các bạn ơi.
các bạn ơi, mình sắp đáp xuống phi trường của Tampa, St. Pete rồi. Mình đi chuyến này, chuyến về từ Springfield, Missouri mà mình về tới Florida thì mình không có bay thẳng về Orlando. Tại vì là không có chuyến bay cho nên mình bay về thành phố Tampa, St. Pete. Thì cách Orlando khoảng là 1 tiếng mấy, 2 tiếng đồng hồ lái xe. Đó, cho nên là mình bay xuống cái thành phố này. Thì cái phi trường này nó gọi là Tampa, St. Pete, có nghĩa là nó để hai cái thành phố chung với tên với nhau đó. Tức là hai thành phố Tampa và St. Pete. Hai cái thành phố này cách nhau chỉ một con cầu mà thôi. Nhưng mà vì hai cái thành phố này nó sát liền với nhau quá thì thường người ta sẽ kêu cái hai thành phố này là Tampa, St. Pete. Bay qua đường phố. Lấy xe là chạy đi chơi thôi. Đó, nắng nắng mát mà ấm vừa mát nữa. Hơi ấm hơi mát mát. Đã quá. Nắng là đã hơn. Cái sân bay này là của Tampa, St. Pete. Và ở trong thành phố St. Pete, tại vì thành phố St. Pete với lại thành phố Tampa cách nhau một cái con cầu thôi, cho nên là hai thành phố này người ta hay ghép chung nhau là Tampa, St. Pete. Nhưng mà thật ra là sân bay này nằm ở St. Pete. Rồi, hello các bạn, bây giờ là mình đang đi qua cái cầu này từ thành phố St. Pete, thì mình sẽ qua cái cầu là qua thành phố Tampa, nó chỉ cách nhau một cái cầu này thôi.
cầu kia rồi cầu này nữa hay gì á, hai con cầu nó đi vòng qua, đi vòng qua này, đi vòng qua con cầu xong rồi đi vòng qua này gì đó. Thành phố Tây Bà đằng trước mặt của mình đó. Các bạn ơi, mình đang quẹo vô nhà hàng Thịnh An Kitchen and Tofu. Nhà hàng này mình ăn một lần trước rồi, ngon lắm. Muốn vô đây chứ không? Hơi ô, vô kinh trước quá. Rồi nè, mà các bạn ơi, mình đang vô nhà hàng để ăn nè, mình đậu đằng sau nhà hàng nè. Mình thấy cái chai đưa, cái cây đu đủ nè, thấy không? Đó. Cây đu đủ nó trái quá trời luôn nè. Thank you. You remember the place? Đó, đây ta có milk tea, bánh mì, smoothie nữa. Tức là sinh tố. Các bạn quay cho các bạn coi cái tiệm này nó có ngoài giống như kiểu nhà hàng à, phở, bún bò Huế, đủ thứ đồ ăn, cơm có hết. Ngoài ra thì còn những cái món ăn đồ to go, người ta làm sẵn cho mình mua to go nè. Đồ mặn, đồ ngọt gì cũng có hết. Trên đây thì có đồ trong tủ lạnh, nem nè, chè, sữa, sữa đậu nành á, tàu hũ, đường. Ở đây là đặc biệt của họ là tàu hũ nha, tàu hũ rất là ngon luôn á, cá kho tổ nè, làm sẵn, thịt với tôm kho, gà kho với gừng, này là cà ri gà, ủa nhìn hấp dẫn chưa, mua đem về ăn. Bên đây thì tàu hũ, nhóc tàu hũ đây nè, đủ loại tàu hũ hết.
giò, bánh tiêu, bánh chuối chiên, bánh cam. Đây đó nè, đây là bánh bánh bao, chả lụa. Bên đây là cái gì đây? Bánh mì, nem nướng, giò tôm, chả cá, nem mì quá. Cái này là menu của nhà hàng nè các bạn. Rồi bánh ngọt, uống thức uống này nhóc luôn, không thấy đầy đủ luôn, không thiếu gì đó chứ. Snow, có ice cream nữa nè, kem nữa nè, nước uống đây, boba, cà phê, nước juice, nước mía cũng có, nhầm thấy có nước mía nữa nè, nước dừa cũng có, chả giò có xuống, bỏ hết. Đây là gì? Phở, cái loại phở theo thì loại đúng là phở. Đây là gì? Mì hả? Mì hải sản, mì bò kho, mì sa tế, hủ tiếu bò kho, mì hoành thánh, này là bún khô, cái loại bún khô, hay bánh hỏi, dưới có bánh hỏi nè, bánh canh, bún bầu quế, bún riêu, mì quảng, bún vịt măng, bánh cuốn, bún mọc. Các món đặc biệt là bánh mì bò kho, bánh mì cà ri, cháo lòng, cháo vịt, cháo gà, bánh xèo, những cái đồ xào seafood nè. Cái gì đây? Gỏi vịt, những cái loại gỏi hết. Cá kho tổ, mì vịt tiềm, áp chảo, hủ tiếu xào, nhìn cơm phần. Cơm chiên, bánh mì đủ cái loại đây. Thức ăn chay, đó, thức ăn chay nè. Cái loại thức ăn chay hết. Bánh gì có bốn đồ chay hả? Bánh canh của mình. Mình lấy cái ly cà phê này là mình lấy ly chơi ra biển chơi nha. Ăn thử bánh lọt cho các bạn coi nha. Indian style once a while, like everything you eat. Oh, okay, it doesn't happen. But... Yeah, I remember. Bánh lọt. Well, I looked at 1987. Okay. Yeah, we probably in the 90s we got more of a cold, but now it's like even a global warming. In fact, there's like 3 billion people now, like 8 billion people. Yeah. So you talk about yeah. A big difference, you know? Yeah. Mickey Mouse team in there. Yeah. That's a busy place for you know. Rồi các bạn ơi,
Thịnh An Tofu. Mình ăn no nê rồi. Thì bây giờ mình ông xã mình đang chở đi đi biển. Đi biển nào mà mình cũng chưa từng đi qua luôn. Cho nên là mình cũng đi khám phá coi nó biển nó đẹp không. Rồi quay lại cho các bạn coi nha. Nghe nói là cái biển, mấy cái biển này thì nó gần ở thành phố Saint Pete. Cho nên bây giờ từ Tampa mình ăn xong rồi mình trở lại thành phố Saint Pete. Tức là nó sát bên thôi, cách nhau một cái cầu qua biển thôi. Thì mình qua là cái thành phố Saint Pete, mình chạy xuống hướng hướng south, hướng nam. Hướng nam đó, thì mình đi xuống hướng nam nữa thì mình thấy nhiều cái biển. Thì mình tập, mình cặp theo mấy cái biển, mình coi thử coi cái nào đẹp mình tấp vô. Thì mình quay. Nhưng mà đi hướng này thì nó hơi xa Orlando, tại nó mình đi hướng nam đó, còn Orlando là hướng bắc của cái mấy cái chỗ này, mấy cái thành phố này. Thì mình dọc về thì nó cũng hơi xa chút xíu, nhưng mà thôi kệ, lỡ đây rồi mình, cho nên mình đi coi thử và biết nhâm mấy cái thành phố, mấy cái biển này nó như thế nào. Rồi hồi quay lại cho các bạn coi nha. Các bạn, ta đang build thêm một cái cầu nữa nè để làm đường thêm á. Đó, bên đây đã có cầu, bên đây đường, đường cầu bên kia đi ngược đường chiều. Rồi bây giờ build thêm một cái cầu nữa. Dài dữ tận lắm, build hồi nãy mình thấy là từ múc cái đầu cầu qua tới đây luôn á. Đang build cầu để làm thêm đường. Chỗ này là mình qua xem phía anh. Cái cầu này cầu từ Tampa qua cầu xem phía nào. Qua cái cầu để qua thành phố xem phía. Dài. Ông xã mình mới kể là hồi xưa lâu lắm rồi thì cái đường này chỉ có hai lane thôi à. Nó không có nhiều lane vậy đâu. Cho nên là tối một cái là mấy người trẻ, là mấy người đàn ông trẻ là xúm nhau đua xe. Nó chạy cái trên cái cầu này nè, tại cái cầu nó thẳng rồi thì người ta cứ đua xe thôi à. Buổi tối mù mịt rồi anh. Tối đua xe luôn hả? Nào, tối mình đi làm chừng đến 11 12 giờ đâu có sáng. Ngoài cái giờ tối đó mình đâu có thấy biển đâu ha. Đua xe cái đó không sợ ba xuống biển hả? Không sao đâu. Ba xuống biển không sao hả? Không, quan trọng là không có cảnh sát thôi. Đúng rồi, cái thời con trai hả? Bốn cái chỗ này nó rộng dữ lắm mà ha, cái cầu nó rộng lắm ha. Xưa chỉ có hai lên mà bây giờ hai lên là mình là một lên đi một đêm ngủ hay sao? Hai lên đi hai lên về. Bây giờ là coi nhà bốn lên đi ha, bốn lên đi bốn lên về còn làm thêm nữa đó. Mà mình đây thôi đó. Xưa tôi chạy đây đi club về đây luôn. Còn làm thêm không biết bao nhiêu lên nữa ha. Dragon Causeway. Cái này là mình đi. Thành phố gọi là Treasure Island. Lên cái cầu. Chắc lên cầu rồi qua cái thành phố đó quá. Đúng rồi. Treasure Island lên nè. Island là ý nghĩa của island là cái đảo. Anh nhớ không, anh đi sao? Có mua nhà được không con? Anh cái này nằm trên cái đảo không? Cái đảo. Là cái đảo mà. Ok, island là cái đảo. Dạ được không em? Biết không? Cầm như không, anh đi sao? Cầm như. See island, cầm như look at treasure, you see it? Ok, tức là cái này là một cái đảo. Là một cái thành phố là trên cái đảo. Là trên cái cầu nữa nè. Mấy cái tàu đảo lão quá. Cái condo tạo trên ở ngoài sao kìa. Condo là giống như kiểu chung cư á. I think this is Treasure Island em nhầm này nè. Nhầm đi cái John Pass. Condo vẫn biết nhìn đẹp quá nè. Condo. Với apartment same thing. Condo thì em mua, apartment thì lại mướn vậy thôi. Các bạn mình dừng chân lại cái chỗ này, cái khu này gọi là John Pass. John Pass là một cái khu cho người ta tham quan rồi nó kiểu làm phố xá shopping kiểu lạ lạ lắm cho người ta tham quan á. Ngay cặp ngay cái dưới cái cầu, ngay cái biển luôn. Mà mình vô sau chút xíu thì sẽ cho mình quay cho mọi người coi như thế nào nhé. Thì cái này người ta build cái chuyện mà giống như là kiểu ngoài biển, Caribbean,
Cái shop gì đây? Con mình đến đầu vô shop gì đây? À, bán mấy cái đồ giống như kiểu ngoài biển nè. Đó, giống kiểu ngoài biển đó. Thì cái này nó làm giống cái khu ngoài bạch đảo, kiểu ngoài ngoài đảo vậy đó. Cũng có shopping, nhà hàng, đủ thứ. I want the purple one. Đó, thấy đang ra khơi rồi đó, cái tàu hải tặc ra khơi. Đó, nãy anh thấy nó nói chuyện, anh thấy có người trong đó là anh biết nó sẽ ra khơi mà. Đó, đúng rồi, ta đi ra biển vòng vòng này chơi nè. Đó, tàu hải tặc. Mà mấy đồng người hả? Sợ đi mất thời gian lắm á. Đó, đi tàu hải tặc không? Anh Dũng nói khoảng ba mấy đồng một người. Rồi đi, let's go. Next shop. Các bạn ở dưới đây là người ta cho mướn nè, mướn tàu đi nè. Đó. Yeah. Người ta mướn jet ski kìa, đó, để jet ski nhóc chạy dưới cho mình mướn á. Shop coi. Đó, nguyên cái làng này là dưới cái làng giống kiểu cái làng vậy đó. Làng ngoài đảo. Cái này là thành phố. Anh, cái này kêu bằng thành phố gì quên này? Nhưng cái gì à? Thành phố gì mà cái gì island gì đó. Nhưng mà cái gì? No, John Pass Island. Maryland. Cái gì Maryland island gì đó, nhưng mà cái khu này gọi là John Pass. You ready? I'm here. Yeah, picture you guys. Smile, girl. Nhìn đấy kìa. Đó, thấy không, giống như kiểu cái làng hải tặc, làng đảo vậy đó. Có nhà hàng, shop, thứ hết. Cho các bạn coi cái mấy cái đồ Noel mà ta trang trí trên cái cây palm tree như thế nào ở Florida nha. Thay vì người ta để mấy cái đồ này ở trên cái cây thông cho Noel thì ở Florida là sẽ để như vậy này nha. Các bạn thấy không? Ở Florida là người ta sẽ trang trí đèn và mấy cái đồ mà trang trí lên cây Noel á, cây thông Noel á, thì người ta sẽ trang trí lên cái cây cái dừa palm tree. Rất là nhiều nơi làm cái kiểu vậy luôn á. Từ từ mình đi tới đâu mình thấy mình sẽ cho các bạn coi nha. Ở đây mắc cười lắm. Thường là cây ta trang trí Noel lên một cây thông, như đây người ta trang trí lên cây dừa. Rồi đi đâu đây.
Tại vô shop nữa, gặp shop nào cũng muốn coi hết trơn á. Bán ice cream, bán kem. Bán ice cream. Ice cream đây sợ không ngon đâu con ơi. I don't think this ice cream is good. Đó, đi qua bên đây. Bên kia nữa kìa. Đi con. Let's go. Let's go. Let's go. Đi con. À, kiểu giống như Caribbean đảo hả? Yeah. Yeah. Đi con. Hả? Thôi đi đi con. Mấy cái đó là có gì đâu mua. There's nothing to buy. No. À. Nữa. Đâu vậy? Đi gần qua biển khác không? Hử? Đi vòng vòng đánh vòng cái. Mẹ mình không ăn kia tới đây ăn cũng được. Hey baby. Thơm có mùi thuốc bắc quá hả? Cái mùi này mùi giống mùi thuốc bắc quá hả? Mùi candle á. Mùi candle hả? Oh, cinnamon hả? Cái này mà mình giống ai mà đồ mặc biển ra đẹp á. À, mặc đi biển cái đồ biển. Bán đồ đem đây bán đồ biển không nè. Bán đồ đi biển không nè. Giống như kiểu đảo biển vậy đó. Đó. Chị các bạn ơi, mình giờ mình đi ra cái biển này thử nha. À, bây giờ hôm nay mình đi một chỗ chút tại cũng gần mình lâu lâu xuống Tampa thì mình cũng muốn đi mấy cái chỗ à, cái biển này biển kia để coi nó như thế nào, tham khảo thôi, như thế nào, chỗ nào mình thấy đẹp thì lần tới mình sẽ tới mà mình chơi nhiều hơn. Thì bây giờ mình ghé thăm chút chỗ này chỗ kia coi sao. Hồi nãy mình đi chơi cái khu chỗ hồi nãy rồi, chỗ cái làng hồi nãy đó, thì bây giờ mình đi biển cái bên nè, qua cái cầu nó có cái biển, vừa qua cái cầu chỗ đó thì nó có cái biển ngay đây, thì mình đi coi thử coi như thế nào. Đó, như mình ra tới biển rồi, cái beach. Cái này thì chắc cái loại biển này là nhỏ nhỏ. Sao giờ không coi hả? À, cái biển này nhỏ nhỏ thôi. Mình cho quay cho mọi người coi chút xíu nha. Ông xã mình muốn đợi cái chuyện biển trông đẹp bự bự chút xíu, cho nên mình sao phải đi nữa. Mình đi tới cái điểm khác để coi nè, chỗ khác nó có bự hơn không. Chỗ này thì người ta cũng nè, bữa nay hàng tao không tắm, chắc có thể là tại nó không bắt bát á, cho nên sợ nước nó hơi lạnh á, cát trắng mịn ghê á, cát trắng mịn. Thôi mình đi lại chứ cái biển khác là như thế nào nha. Anh leo lên cây anh cho 50 với em hả? Làm như em không thấy anh vậy. Bạn ơi, giờ mình đang đi trên đường để tới cái cầu mà cao nằm phía bên kia đó. Túc phía bên kia đó, mình thấy đó. Cái đường xa đó, cái gọi là Skyway Bridge. Ok, các bạn ơi, bây giờ là mình đang đi lên cái cầu là Skyway Bridge nè. Thì bên đây á, đó là cái cầu này để cho người ta câu cá nè. Những người mà YouTuber ở Tampa mà thường họ đi câu cá là họ quay ngay đây nè, câu ghẹ là họ quay ngay đây nè. Có cá luôn không anh? Câu ghẹ hả? Cá luôn. À, nhưng mà thường thấy họ tới đây là họ quay ngay đây nè, cái cầu ngay đây đó. Cái cầu này là cái cầu người ta phải câu cá, câu ghẹ đó. Đó, còn mình đang chạy trên cái cầu này gọi là Skyway Bridge. Thì cái cầu này người ta nói là đứng hạng số 10 trên thế giới cao á, cao đứng hạng số 10 trên thế giới luôn á.
mình đang đi lên. Hồi nãy mình nhìn nó xa thì mình thấy nó cao nhồng lên lắm, nhưng mà khi mình đi tà là lên thì mình thấy nó cũng không giống như không có đến nỗi giống như mình tưởng tượng. Cậu đang sửa chữa gì đó hả? Nó đang sửa chữa gì hả? Wait, you come here. Look in the middle. How high do you think it's from you? Cao lắm. Look, come here, look. Sửa chữa gì quá trời hả? Wow, đi xuống đẹp ha. I don't see anything. You see nothing? Come on, life in two pieces. Come on, the sky. Wow, chạy xe ở dưới luôn kìa. Chắc xe dưới luôn kìa. Các bạn ơi, bây giờ mình đang đi cái tận cùng, cái khúc tận cùng của cái đảo này luôn á. Mà mình đang đi, mình đoán hướng thôi, không biết đúng không nữa. Xuống chụp trên cái giường hả? Nhà của ta mà. Nè, cái đi, can I take a picture of your mom? Chưa quá trời luôn. Really adorable, can I take a picture of your coconut tree? I'm sure they're like excited. Mình coi trong cái bản đồ thì đó là mình đi hướng này là nó cái tận cùng của cái đảo này luôn á, ngay tới cái biển luôn, tận cùng luôn. Trời, nhìn cây dừa nè. Cây dừa nhớ Việt Nam hay chưa? Cây dừa nhớ Việt Nam dễ sợ luôn á. Để sao cái dừa không nhớ Florida, nhớ Mỹ. Nhớ Việt Nam. Không nhớ Mỹ hả? Nhìn cái dừa nhớ Mỹ hả? Mốt về Nam nhìn mấy cái dừa ngộ ghê á. Mấy căn nhà này nhộn ngộ ghê ta. Bự quá ha. Ủa, mấy căn nhà này đã quá. Mấy cái dừa đẹp quá nè. Oh, we can rent this one. You, how we rent this one? Drive around with you. Wow, đẹp quá. Yeah, you went like. Mấy cái xe chạy á, chạy vòng vòng. Không? Cái khu biển á. You want? Nhà đẹp quá. Nhà đẹp quá. Vô cái dừa kìa, em take a picture cây dừa đó. Lục sao ta, you can reach quá trời cây dừa luôn. Nhớ cái nữa. Các bạn, mình đang đi tiếp tục để xuống cái tận cùng của cái đảo này đó. Mình vô cái đường hẻm nhỏ xíu, nhỏ nhỏ, mình tưởng tượng như cái đường hẻm ở Việt Nam vậy. Mommy. Mommy. You almost here. Every neighborhood has beautiful, đẹp quá. I want that house. You want that house? Ooh, nhà kiến đẹp quá đây nè. Ooh, đẹp quá. Oh, beautiful. Wow, đẹp quá. Đang build, nhà đang build, đang build. Masterpiece. Này chắc mấy triệu, triệu mấy á. Được mấy 2 triệu. Easily. Gần biển nè. Mình giờ vô càng sâu thì lại mình lấy mấy cái dừa có trái cái đã không? Dừa có trái đã quá. Mình vô càng sâu thì mình thấy cái đường nó hẹp hẹp nhỏ nhỏ giống như kiểu Việt Nam vậy, giống như sân nhà Việt Nam vậy đó. Turn left. Mình tưởng tượng giống vậy. Your destination. We are here. Where's the road? It's so we got to turn somewhere. Where's the turning? Turn right or turn left? Beach.
Các bạn mình park, mình parking bên lề đường nhà người ta vậy đó. Đó, đây đó là vậy, nó nhỏ xíu à. Cái con đường nhỏ xíu à. Đó, mấy cái nhà nè, đẹp không? Bây giờ mình đi thẳng đi xuống biển coi. Đây quá trời cây dừa, cây dừa mà có trái á, quá trời luôn. Theo xin á. Có xe kìa con. That's pretty cool. And that house is pretty. Hmm? That one. That house pretty. They're building it. Oh yeah. Where from? Thai. $5. Mát mát. Xuống biển này, cái biển này xuống đây tự nhiên nó mát mát ha. Mát mát mình lạnh hả? Chắc gió biển hả? Bây giờ cũng chiều rồi. Giờ cũng 4 giờ mấy gần 5 giờ. 4 giờ mấy hả? 4 giờ mấy rồi. Mình xuống đây mà biển này mình coi mặt trời lặn nha. Tại cái chỗ này nó lạnh lạnh mát mát lạnh ha nha. Cái đảo này tự nhiên nó mát mát lạnh lạnh nè. Bây giờ đổ gì ta? Yeah, I thought this was snow for a second when we came in. Trời, cát nó trắng bốc mà nó lại nó mềm dễ sợ luôn á. Nhí cởi dài ra đi luôn. Tại nó mềm quá. Nè, nhí cởi dài ra luôn nè. Không mang dài luôn hả? Nhí không mang dài luôn hả? Is it soft? Is it soft? Yeah, it's really soft. It's snow. Really? It feels like snow? But warmer. Yeah, it's snow. Oh, vậy hả? Snow đâu mà snow. It's not snow. Okay. It's more. Oh, mềm. Wait, look at me. Oh, X. Cát nó bệnh. Mommy, don't show your feet. Cát nó bệnh dễ sợ luôn á. Không có rau chút nào luôn á. Mà nó trắng bóc à. Oh, wow. Đàn chim bay đẹp quá. Yeah, mặt trời lạnh nè. Mặt trời lặn rồi, sắp sửa lặn rồi. It's the boat. Ủa sâu đâu, biển này không sâu đâu. Không sao anh, nó lại hả? Nó lại. Trời, bồ câu. Bồ câu. Quá trời bồ câu luôn nè. Oh my god. Quá trời bồ câu luôn. Rồi mình cảm ơn các bạn đã xem video này của mình nha. Video này hơi dài nha. À, tại vì mình thấy rất là nhiều cảnh đẹp, nhiều nơi đẹp mình muốn cho các bạn coi đó, cho nên là mình quay hơi nhiều chút xíu. Nhưng hy vọng là các bạn thích cái video này nha. Ok, mình hẹn gặp lại video kế tiếp nha. Cảm ơn các bạn. Bye bye.